Rồi, hello mọi người. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sẽ up cái bộ loa FiOS 3 này nha. Rồi, bước đầu tiên các bạn sẽ xác định cái vị trí đặt loa chính của mình ha. Loa chính là nó sẽ có những cái cổng kết nối như là cái núm vặn ở đây. Mọi người để ý ha. Thì cái này mình đặt ở bên nào, bên phải hoặc là bên trái thì mình sẽ gạt cái công tắc này tương ứng. Ví dụ mình đang đặt cái này bên phải thì mình gạt nó qua chữ R. Khi nào mình đặt cái này bên trái thì mình sẽ gạt cái này qua chữ L ha. Ok, bước tiếp theo anh em để ý giúp mình cái dây đi kèm trong bộ là dây này ha. Đây là sẽ là cái dây để nối giữa hai loa trái phải với nhau thì nó sẽ có một cái phần ở đây mọi người để ý là nó sẽ khuyết một tí. Rồi, mọi người sẽ để ý cái phần khuyết này ở phía mặt dưới ha, cắm thẳng vô. Rồi. Đó, như thế là chúng ta đã kết nối xong hai loa trái phải với nhau. Tiếp theo các bạn sẽ vặn volume hết về ngược chiều kim đồng hồ giúp mình chúng ta sẽ tiến hành là cắm dây nguồn vào đây ở mình đang để dây nguồn ở bên kia không có tiện lắm nên các bạn cắm dây nguồn vô ha khoan bật loa lên nha mọi người tiếp theo chúng ta sẽ cắm cái dây để kết nối với nguồn phát ví dụ ở đây nó sẽ có hai option chúng ta một là line một sẽ là rca hoặc là line hai là 3 5 mm ở đây mình đang sử dụng cái dây rca ra 3 5 nên mình cắm vô cổng rca line một rồi, cái dây này thì mình sẽ kết nối với nguồn phát Các bạn có thể cắm với điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc gì đó ha Bây giờ mình chúng ta sẽ tiến hành bật loa lên bằng một cái nút nhỏ phía bên dưới này Bấm một lần là bật loa lên Rồi, khi này các bạn có thể mở nhạc và chúng ta vặn cái volume lên từ từ Hoặc là có thể điều chỉnh cái công tắc bass ở bên phía bên này Đến khi nào mà các bạn thấy hài lòng thì chúng ta dừng lại Rồi, các bạn lưu ý giúp mình là cái này mình sẽ bật volume ở một cái mức vừa phải thôi, đừng có mở lớn quá trong 100 giờ đầu sử dụng ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video.